Luật sư Đặng Đình Mạnh bảo vệ cho 11 trong số 20 người bị kết án vì tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu ở Đồng Nai ngày 7 tháng 8, gửi đơn đề nghị giám sát xử lý việc nhiều thân chủ của ông tố cáo bị quản giáo ngăn cản kháng cáo và đe dọa là sẽ nhốt chung với những người bị bệnh HIV nếu không nghe theo. Video trên YouTube của truyền hình Công an Nhân dân cho biết, trước đó trong phiên xử sơ thẩm ngày 30 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tuyên án 20 người tham gia cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 chống dự luật đặc khu và an ninh mạng, các mức án tù từ 8 tới 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Theo luật sư Mạnh, những người bị đe dọa đều là nữ giới và đang bị giam tại cơ sở giam giữ thuộc Công an thành phố Biên Hòa. Trong đơn gửi giới hữu trách, luật sư Mạnh nêu rõ nhiều bị cáo phản ánh giống nhau, cho thấy đây không phải là hành vi đơn lẻ. Luật sư Mạnh nói, ghép án hình sự cho những người tham gia biểu tình là bất công vì họ chỉ thể hiện quyền biểu đạt theo hiến pháp. Các cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng diễn ra rầm rộ khắp các tỉnh thành Việt Nam vào ngày 10 tháng 6 với hàng chục ngàn người tham gia, hàng trăm người bị bắt và nhiều người bị kết án hình sự. Trước sức ép mạnh mẽ của công chúng, Quốc hội Việt Nam hoãn thông qua luật đặc khu sang kỳ họp tới, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay.